Quý vị anh chị nhá. Vâng, các bác mà có mua xe chạy du lịch và xe tải van và xe 10 chỗ thì đến chỗ em Khanh và em Tiến Khanh. Rất rất nhiều xe, cái dòng xe 16 chỗ cũng như là tải van và xe chạy học sinh, xe chạy công nhân. Đấy, rất là nhiều, hiện tại bên em còn rất là nhiều. Vâng, có những xe mới về, có những xe vừa mới dọn xong, còn khá là nhiều. Anh chị có nhu cầu sử dụng về những cái dòng xe này thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Vâng, đây anh chị này, xe khá là nhiều luôn anh chị nhá. Đấy, bên em còn rất là nhiều xe đang ở các xưởng như sửa chữa, bảo dưỡng, rồi là spa, rồi là nội thất, rất là nhiều. Đấy, anh chị mà mua xe 16 chỗ ở miền Bắc cũng như miền Nam ra cho em thì chỉ có cái môn Hải Dương bên em là khá là nhiều cái dòng xe Ford này. Đấy, rất là nhiều luôn anh chị nhá. Đây là chiếc Cauti đồng vàng đời 2010 này. Đấy, hồ sơ vừa mới ra xong. Tiếp đây nữa là Ford Transit đời 2011 này, 2015 này, tải van 2016 này, và Ford Transit 10 chỗ đời 2016 này, và Ford Transit con bản này là Passion, bản phiên bản tổng thống đây. Đấy, 10 chỗ ngồi nhá. Đấy, chiếc xe này thì nó khá là VIP luôn. Đấy, màu trắng 2015 nhá, 10 chỗ ngồi. Và đây nữa là Ford Transit đời 2013. Vâng, 2013 đây ạ. À, chiếc xe này là biển Hải Dương, một chủ từ đầu ạ. Và tiếp đây nữa là Ford Transit đời 2015 này, cuối 2015 này. Và tiếp đây nữa là 2017 này, bản lắc Suzuki này. Và đây nữa là Ford Transit đời 2013 bản lắc này. Chiếc xe này chỉ có 320 triệu này. Tiếp nữa đây nữa là một mẫu xe tải van đời 2003, nhầm, xin lỗi quá nhá, 2003. Và cái mặt ga năng em đang đặt về thay rồi. Tiếp đây nữa Mitsubishi Pajero. Đấy, và bên này nữa của bên em này. Đây ạ. Đấy, khá là nhiều xe anh chị nhá. Khá là nhiều đây ạ. Đấy, rất nhiều xe đang về bên em, những dòng xe khách như này. Các bác nhanh tay mua một, lấy một mẫu xe để mình chạy du lịch mùa hè này nhá. Đấy, rất nhiều anh chị đang đặt hàng bên em, như chiếc xe này đã cọc rồi này. Đấy, xe này cọc rồi và em ra biển rồi. Và tiếp đây Kia Morning đời 2011, vâng, sản xuất 2011 luôn, giá chỉ có hơn 100 triệu. Và một chiếc mẹt xe công vụ của em vẫn đang đi và giá chỉ có 120 triệu thôi nhá. Vâng, xe rất là VIP, rất là sang luôn. Tiếp đây nữa là Ford Transit đời 2016 à. Đấy, giá chỉ có hơn 400 triệu và Suzuki đây ạ. Morning. Đấy, còn xe tập lái bên này. Đây, mẫu xe tập lái chỉ có 20 triệu thôi các bác nhá. Đấy, chị mà có nhu cầu sử dụng về cái mẫu xe nào thì cứ liên hệ cho bên em theo số điện thoại của em là 0943 622 621 ạ. Và em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhá.